Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng đi tham quan một vòng quanh cảnh vùng quê nha. Cùng quê thật là yên bình luôn đó. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nè. Ê, ở phía bên kia mình thấy người ta đang hái trái điều á, chúng ta cùng qua bên đó nha. Trái điều hay còn gọi là đào lộn hộp, nó có nguồn gốc từ phía đông bắc của Brazil. Nay người ta thường trồng điều đa số là để lấy hạt để chế biến làm thực phẩm. Cái trái điều nó có cái vỏ ngoài rất là cứng, nó không có tự tách ra được. Còn cái phần cuống của trái điều thì nó phình to ra, có thể là nó màu vàng, màu đỏ hoặc là đôi khi có màu trắng. Nhưng mà trong dân gian á, người ta hay gọi cái phần phình to đó là cái trái, còn cái quả điều á, thì lại gọi là hạt. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ gọi theo dân gian luôn nha. Và chính vì cái sự nhầm lẫn của nhân gian như vậy thành ra là thói quen, cho nên nó có thêm một cái tên đó là đào lộn hộp, tức là cái trái đào nó có cái hộp nằm bên ngoài. Cái trái điều nó rất là giàu vitamin C, ăn sống hoặc là ép lấy nước cho lên men làm rượu nhẹ. Cái rượu này là dùng để thoa bóp khi mà đau nhức. Nấu canh ăn cũng rất là ngon, nhưng mà cái trái tươi á, thì không có nên ăn nhiều, nó sẽ làm tưa cái lưỡi á. Cái phần hạt sau khi là rang hoặc là nướng lên, bỏ cái vỏ thì ăn rất là ngon hoặc là dùng để làm nhân bánh. Và nó có những cái tác dụng như là cô lập các khối u, ngăn chặn các tế bào ung thư phân chia, tốt cho tim, giúp cho xương chắc khỏe, ngăn chặn sỏi mật hoặc là giảm cân. Và chúng ta lưu ý nè, cái vỏ của hạt điều này nó có cái chất độc. Cái chất độc này có thể gây lở miệng, nhưng cái chất độc nó sẽ bị phân hủy bởi nhiệt, cho nên là hạt điều thường được rang hoặc là nướng trước khi sử dụng. Này là bông của nó nè. Trái còn non. Điều nó ra trái thành từng một chùm luôn, nhìn rất là thích mắt. Cây điều này là đã được 8 năm rồi và nó đã cho ra trái được 2 mùa. Thường là sau Tết Nguyên Đán thì cũng là cái lúc mà trái điều nó chín. Đây các bạn thấy trái điều nó lạ chưa? Cái phần cuống nó phình ra mà nó còn to hơn cả cái quả. Một cây điều như thế này cho ra chắc hơn 1000 quả luôn á. Ngày nay còn rất là ít người mà người ta còn ăn cái trái điều. Đa số là người ta chỉ sử dụng cái hột điều thôi. Bây giờ mình thử ăn cái trái điều này thử như thế nào nha. Nó có cái vị ngọt, nó hơi chát chát nhưng mà rất là ngon. Nếu như mà bây giờ mà có miếng muối chấm thì sẽ ngon hơn nữa đó. Ngon lắm luôn á. Rồi, nếu như mà có dịp thì các bạn hãy tới đây mình sẽ ăn thử trái điều nha. Clip của mình đến đây là hết rồi.